Quỳnh Như, làm sao để chuyển hóa tổn thương thành tình yêu nhỉ? Ok, câu hỏi khá là tuyệt vời. Đầu tiên, tổn thương là gì? Đó là một ảo tưởng của tâm trí đến từ một nhận thức lệch lạc, đến từ nhận thức của sự tách biệt, rằng có sự tách biệt trong cuộc sống này, rằng mình tách biệt với mọi thứ khác. Đây là tôi, kia không phải tôi, kia là người khác, kia là vật khác. Cho nên người khác mới có thể làm tổn thương được. Và thứ hai là ảo tưởng về việc tôi là cơ thể này, tôi là tâm trí này, tôi là người này người kia, tôi là một bác sĩ, tôi là một kỹ sư, tôi là một người uy tín, tôi là một người trung thực, tôi là một người thật thà. Tất cả những cái mác đó gắn vào bản thân. Cho nên khi những cái gì, khi một ai đó, khi một cái gì động chạm vào những cái mác đó, động vào cơ thể, làm cho cơ thể đau thì nói là tổn thương. Tôi bị tổn thương, tôi bị xâm hại, làm là xâm hại cơ thể, xâm hại tình dục đủ kiểu. Rồi tôi bị xâm hại tinh thần, tôi bị đả kích tinh thần. Đó là ảo ảnh về sự tách biệt, rằng có tôi và người khác, tách biệt ra khỏi mọi thứ, tách biệt ra khỏi cái một duy nhất, cái toàn thể. Và nguồn gốc của nó thực sự đến từ nhận thức lệch lạc. Cho nên muốn chuyển hóa tổn thương thành tình yêu thương thì chuyển hóa nhận thức. Và chuyển hóa nhận thức chính là chìa khóa của tất cả mọi thứ, chứ không phải là có mỗi cái việc chuyển hóa tổn thương thành tình yêu thương đâu. Khi có một nhận thức phù hợp, một nhận thức chính xác, một nhận thức đúng đắn, mọi thứ đều được hóa giải. Người ta sẽ nghĩ họ bị tổn thương nếu họ cho rằng họ là thể xác này, và rồi ai đó làm gì đó khiến cho thể xác này bị đau, hoặc là một số bộ phận không hoạt động được, hay thậm chí là toàn bộ cơ thể này không còn hoạt động được nữa, phải gọi là cái chết. Đó là ảo tưởng đồng hóa bản thân với thể xác. Và người ta sẽ cho rằng mình bị tổn thương khi đồng hóa bản thân vào cảm xúc, vào những định danh trên người, vào những định danh về tôi. Bởi vì người ta giới hạn bản thân, người ta giới hạn bản thân chỉ là tốt chứ không được xấu, chỉ là thánh thiện chứ không được tội lỗi, chỉ là thế này chứ không được thế kia, chỉ là uy tín chứ không được không uy tín, chỉ là được giữ lời hứa chứ không được là không giữ lời hứa. Như vậy đã chối bỏ một nửa của bản thân, và như vậy đã tự giới hạn bản thân trở nên nhỏ bé. Cho nên khi người nào đó nói bạn không uy tín, không chân thực, không thành thật, không giữ lời hứa thì bạn cảm thấy bạn bị tổn thương. Nhưng nếu bạn đừng nhận những cái đó, hoặc bạn ôm tất cả, bạn là tất cả mọi thứ, thì chẳng có ai có thể làm tổn thương được cả. Cứ nhận bản thân không phải là cái này mà là tất cả mọi thứ đi. Người ta nói bạn là con chó, bạn cũng thấy rất là thoải mái, bởi vì con chó cũng đẹp đẽ, cũng hoàn hảo, cũng là thượng đế, là một phần của thượng đế, là một phần của cái toàn thể vô cùng hoàn hảo và tuyệt vời. Chứ còn cho mình là cao quý hơn con chó thì khi người ta vừa mới nói cái đồ con chó, cái đồ súc vật, cái là bắt đầu khí hỏa nó dâng lên, là lại khóc lóc rồi lại đủ chuyện. Cứ nhận mình là cái gì đi, nhận mình là tất cả mọi thứ đi thì đã sao?
do có sự phán xét, cho nên là mới phủ nhận. Hãy biết rằng tất cả là một, không hề có sự phân biệt. Nếu không có cái gì là thấp thì cũng chẳng có cái gì là cao. Nếu không có bóng tối thì chẳng thể nào biết cái gì là ánh sáng được. Cho nên mỗi một mảnh ghép đều hoàn hảo. Không thể nói mảnh ghép ở trên là tốt hơn mảnh ghép ở dưới được. Tất cả đều đang ở đúng vị trí, đều đang diễn những vai diễn hoàn hảo cả. Cho nên khi thay đổi lại nhận thức sẽ thấy chẳng có gì là tổn thương cả. Và vì vậy tự động sẽ trở nên tình yêu thương, yêu thương các mảnh ghép. Bởi vì nhờ các mảnh ghép khác ta mới biết ta là ai, và ta mới được trải nghiệm ý niệm cao nhất về bản thân ta là ai. Nếu không có những người gây ra những cái việc mà ta cho là ác, vậy có bao giờ ta cảm nhận được mình yêu thương thế nào, mình tử tế ra sao hay không? Cho nên hãy cảm ơn mọi người, cảm ơn những người như vậy. Họ đang đóng một vai diễn rất là khó để giúp cho bạn được trải nghiệm những điều mà bạn lựa chọn, những điều vĩ đại nhất mà bạn lựa chọn. Cho nên bạn sẽ không thể nào trải nghiệm được sự vĩ đại nếu không có một cái gì đó, một ai đó kém vĩ đại hơn được. Hãy cảm ơn những mảnh ghép đã tình nguyện đóng những vai diễn đó. Và khi đó, khi bạn biết ơn mọi hoàn cảnh và mọi thứ như vậy, bạn sẽ không còn thấy tổn thương nữa, và tình yêu trong bạn sẽ trở nên thuần khiết.